Xin chào quý vị khán giả phố Bosa TV. Tôi là Minh Nhân, hiện tại tôi đang có mặt ở tại khu vực ngã tư đường Trần Đình Xu và đường Nguyễn Cư Trinh, thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngay khu vực góc đường này ở số 133 Trần Đình Xu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái xe chú chiên của một ông người Pháp bán ở tại khu vực này. Thì ông người Pháp này là do là Covid-19 thì ông bị kẹt lại ở tại Sài Gòn này. Thì Nhân có duyên được một cái chị bán thuốc lá ở tại phố Tây giới thiệu qua để mà ủng hộ cái xe chú chiên này của ông người Pháp này. Bây giờ xin mời quý vị nghe cái người dân địa phương họ nói về cái ông người Pháp này như thế nào nha. Chị cho em hỏi về cái ông người Tây đó là như thế nào chị ha? Ông ấy ở đây từ trước Noel của năm ngoái tới giờ. Rồi lúc ấy ông sang đây thì ông chỉ là đi du lịch thôi. Thế sau đấy thì là gặp phải cái mùa dịch Covid ấy, thì là ông ấy ở đây luôn và ông ấy sống bằng cái đồng lương thất nghiệp của ông ấy. Sao chị biết ổng vậy chị? Bởi vì nói chuyện với ông mẹ ông người Việt Nam, còn bố ông ấy là lính Lê Dương. Thế xong ông ấy tới đây ông ăn bánh cóng. Cứ mỗi ngày ông ăn 3 cái bánh cóng một ngày vậy đó. Thế là quen rồi ông ấy mới kể chuyện là má ông là người Việt Nam, còn ba ông là lính Lê Dương. Rồi thì ông ấy sanh ở đây, nhưng mà ông ấy lại trở về Mỹ, ông ấy sinh sống với ba ông ấy. Với má ông ấy thì là má ông chết thì ông muốn sang đây ông tìm hiểu nguồn cội vậy thôi. Rồi thì ông ấy mắc Covid thì ông ở đây luôn. Ông ở đây luôn cho tới tận bây giờ. Thì cuộc sống của ông ấy lúc đầu thì ông ấy rất là thoải mái, nhưng sau đấy thì là rất là khó khăn vì là do dịch. Thì là mọi ông không về nước ông được ha? Không về được, vì về bên đấy dịch còn nặng hơn bên này. Rồi cái, xe chú chiên rồi sao ông bán được cái xe chú chiên? Thì chắc là có người tư vấn cho ông ấy. Bởi vì ông ấy cũng tới ông tham khảo bánh cóng này rất là nhiều. Ông hỏi nguyên liệu rồi cách làm sao mà mày không làm được. Bởi vì cái bột của bánh cóng nó xay bằng cái cối xay nước á. Sau đấy là phải bọng bột lại. Bọng bột lại xong bắt đầu mới làm được ra cái bánh cóng này thì rất là mất thời gian. Mày không thể nghiên cứu được. Thì chắc ai chỉ cho nó thì là nó nghiên cứu về chuối chiên. Chuối chiên của nó thì nó lại không phải là chiên dầu, mà nó chiên như dạng như là phô mai ấy. Ông bán được bao lâu rồi chỗ vị trí đó chị? Ông ấy bán được chắc hơn tháng rồi đó. Hơn tháng rồi đó. Ổn định hơn chị? Thì nó ổn hơn là chứ không là nó sống thế kia nó cũng rất là khổ. Ông muốn kiếm một số tiền để mà về. Ông ấy chưa có ý định về bởi vì ông bảo dịch bên đấy nó còn phức tạp hơn bên này. Ông ấy phải kiếm bữa cơm ha. Đấy, sinh sống như vậy. Mới đầu thì ông ở khách sạn Đức Vượng đây này. Về sau tiền hết thì ông ấy thuê một cái phòng nhỏ ở Trần Đình Xu ấy. Ông vừa đủ ở thôi thì ông ấy bán chuối như vậy thì chị cũng hỏi ông là cuộc sống của mày bây giờ ổn không, là tốt hơn rất là nhiều rồi. Đấy thì nhờ cái xe chuối chiên đấy. Đấy thì thực ra là ông ấy biết tiếng Anh ít lắm. Nên là mọi người tới nói chuyện với ông ấy thì là chỉ có một số người biết tiếng Pháp thôi. Còn là thường là tu quơ. Nên là một trong những cái số mà người nước ngoài ở tại Việt Nam mà vượt lên chính mình thì chị thấy ông ấy là thấy là tiêu biểu là ông ấy đó. Cảm ơn chị. Hello sir, I am from Bosa TV. What's your name? Fabrice. Where are you from? Je viens de France. Yes. Bah chez moi il y a le Covid, c'est très très dangereux. Et je reste là pour attendre que le Covid parte chez moi, quoi, parce que voilà, c'est trop dangereux. En France, il y a trop de morts, quoi. Alors ici, on est bien. Il y a pas de morts. En plus, je suis à moitié vietnamien. Comme je vous ai dit, ma mère était vietnamienne. Voilà. Quoi. Mẹ ông là người Việt Nam và ông ở lại Việt Nam bởi vì Covid. Bởi vì Covid và ông sẽ ở đây đến khi ông. Oui. Ma famille, c'était une famille très riche de Saigon. D'accord. Très très riche. Uh-huh. Les communistes qui l'ont beaucoup pris. Et maintenant, où sont-ils? Au Paraguay. D'accord.
Busong thì hiện tại bây giờ thì có nghĩa là gia đình ông trước đây là ở Việt Nam, là một gia đình rất giàu ở Việt Nam rồi. Oui, ở Sài Gòn. Và hiện tại bây giờ thì ông về Việt Nam bởi vì ông muốn giống như là muốn về lại quê hương á. Và dính dịch Covid cho nên là ông bị kẹt ở lại. Au Vietnam parce que le Covid en France trop dangereux, il y a trop de morts. Alors j'attends qu'il se calme et après je rentrerai. Ở Việt Nam là bởi vì Covid ở Pháp thì nó hiện tại bây giờ nó đang rất là trầm trọng và nó có rất nhiều người chết, cho nên là ông sẽ ở Việt Nam đến khi nào bên đó nó ổn ổn một chút xíu thì sẽ quay về. Một câu. Bah je suis obligé de vendre des beignets pour vivre quoi, sinon j'ai pas d'argent quoi, voilà. Sinon je vendrai pas de beignets. Voilà, je serai en vacances, je vendrai pas de beignets. Ông đi nghỉ hè cho nên là hiện tại bây giờ thì giống như là cái tiền đem theo thì nó không có, cho nên là ông sẽ buôn bán để mà kiếm sống qua ngày. Ouais ben je dois en voir là mais bon. Après voilà, on verra. Normalement je dois voir des associations qui doivent m'aider là. Je dois aller les voir dans la semaine. Voilà. Ông đã đề nghị ông aux associations. Non, c'est pas moi qui ai proposé, c'est eux qui sont venus me voir. Moi je demande rien, moi je me débrouille tout seul. D'accord. Je fais ça pour pas faire la mendicité quoi. J'ai pas envie de faire ça quoi. Il y a assez de pauvres au Vietnam. Et j'ai deux bras, deux jambes. Voilà. Est-ce que tout va bien maintenant pour vous? Ben si tout irait bien, j'aurais arrêté de vendre. Non? Non? Je pense que ça va. Ça pourrait être pire. Mais bon, voilà, je suis obligé de vendre pour vivre quand même. Si j'arrête de vendre, je peux pas vivre. C'est comme si tu vas travailler, c'est pour vivre. Si tu arrêtes de travailler, bah tu peux plus vivre. Non? Bah moi c'est pareil. Ông phải làm việc để ông để sống, nếu như ông không làm việc là ông sẽ giống như mình không làm việc thì sẽ không có sống được. Và bây giờ ông là vẫn ok, vẫn ổn và có rất là nhiều người đến giúp ông. Thì người ta sẽ có những cái câu trả lời vào cái tuần sau. Dạ, cảm ơn chị. Je vais. Est-ce que vous avez encore des propositions ou des aides pour que... Je te dis, je dois aller voir dans la semaine. On a... Pas j'ai rendez-vous, mais on m'a dit de passer au bureau dans la semaine. Je vais aller les voir dans la semaine. Voilà. Dans la semaine, comme ça. Est-ce que vous avez déjà est-ce que vous voudriez partager quelque chose pour les autres, pour les téléspectateurs, par exemple? Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Partager quoi? Je sais pas, peut-être vos sentiments quand vous êtes au Vietnam ou les sentiments des habitants au Vietnam. Feeling. Bah ils sont super gentils les Vietnamiens. Ah d'accord. Ah ouais. Uh-huh. C'est un beau pays quoi. Uh-huh. Bah, je suis à moitié vietnamien. Uh-huh. Et maintenant, est-ce que vous êtes à l'aise maintenant? Là, je parle pas anglais, je parle pas vietnamien, c'est un peu compliqué. Ah oui. Là, ça va, tu parles français, mais sinon, d'accord. Je traduis tout le temps. C'est-à-dire que tu as des difficultés dans la communication, c'est ça? Bah ouais, je parle pas anglais, je parle pas vietnamien. Ah d'accord. Ông không nói được tiếng Anh mà cũng không nói được tiếng Việt, cho nên ông sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Với lại cái thứ hai nữa là nói chung là không phải là người Việt thì sống ở đây thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái khó khăn. Rồi, cảm ơn chị Châu rất là nhiều. Mặc dù chị Châu thì không có cho quay hình, chị Châu trang quay chút xíu được không? Rồi, cảm ơn chị Châu rất là nhiều đã giúp đỡ Phố Bô Sa TV truyền tải cái thông điệp đến ông đây. Je fais ça déjà, après je vais voir. Je vais pas dire ouais, il y a pas de problème, je vais pas les vendre. Mais regarde la pâte, il y en a plus beaucoup. Il y en aura quoi, faire 3-4, voilà. Mais bon, c'est pas évident de répondre, travailler, c'est. Voilà, c'est. Je lui ai dit. Regarde. Un peu de pâte. 5 minutes. Dis-lui dans 5 minutes.
Đây là chị Châu, chị nói không có ghi hình nhưng mà chị phiên dịch giúp giùm. Cảm ơn chị Châu rất là nhiều. Em đang thấy em đứng đây đợi xếp hàng rất là lâu rồi. Dạ đúng rồi. Em vô tình đi ngang thấy hay là? Là em coi trực tiếp trên mạng anh. Tại em thấy ổng là người nước ngoài, ổng là kiểu mà ổng về nước không được á, em thấy tội nên em sẽ ủng hộ cho ổng. Dạ. Xếp hàng lâu không em? Dạ cũng lâu anh. Nửa tiếng hay 1 tiếng? Dạ cỡ nửa tiếng anh. Có được dạ 3 cái anh. Ba cái ha. Dạ. Em tên gì? Dạ Tiến ạ. Tiến ạ. Dạ Nguyễn Đình Tiến. Nguyễn Đình Tiến, cảm ơn Tiến nhiều nha. Dạ dạ em cảm ơn ạ. Dạ em thấy anh xếp hàng nãy giờ, em thấy anh đứng đợi nãy giờ rất là lâu rồi, không biết là anh đứng từ đây bao giờ để đứng hồi 8 giờ rưỡi đó. 8 rưỡi giờ này là 9 giờ 10 rồi nè, 40 phút. Dạ. Anh biết trường hợp này từ đâu? Qua kênh YouTube đó em. Dạ. Qua YouTube anh hay coi YouTube đó rồi thấy rồi ở trên mà mạng Facebook nó cũng đăng. Dạ. Anh có tới đây mua nhiều lần chưa? Có tới 3 lần nhưng mà lần này hôm nay lần thứ 3 mới mua được á. Anh có gặp khó khăn khi mà giao tiếp với lại cái ông người Pháp này không? Rất là khó, tại vì thì mình biết được chút đỉnh tiếng Anh thôi, nhưng mà tiếng Pháp thì mình không biết gì hết. Như vậy thì đến làm sao để ông hiểu là mình mua? Thì mình chỉ coi theo cái bảng giá của ông, để là mình ra dấu thôi, hai cái hoặc ba cái thôi. Đưa ngón tay. Rồi thì thấy ông bán cũng bán kiểu như là bán ít, mấy ngày đầu mới ra bán cũng ít, người ta chưa biết. Nhưng mà sau cái đầu là trên mạng xã hội rồi bắt đầu người ta theo dõi thì nói là do là kẹt bệnh Covid rồi, phải kẹt ở lại rồi bây giờ cái vấn đề chi phí sinh hoạt hàng ngày, thành ra ông phải nhờ một cái người bạn quen gì đó ra chỉ dẫn cho mua giùm cái tủ rồi chỉ cho ông cách làm bán buôn nè. Nhưng mà ông nghe nói thì ông làm theo cái phong cách của Pháp, chứ ông không có làm thuần theo kiểu như người Việt mình. Nghĩa là người Việt mình nó chiên, chú chiên là chiên ngập dầu, chiên cho giòn bánh, còn ổng thì ổng chiên bằng bơ đó, vậy đó, thành ra cái vị nó ăn nó không có bị ngán. Anh ăn thơm của ổng chưa? Chưa, bữa nay tính mua thơm thử mà giờ ổng nói hết thơm chứ còn chuối thôi. Cái anh thấy cái kiểu chiên thơm của ổng có giống gì chuối chứ chiên không? Giống vậy, cũng nhúng bột cũng chiên vậy đó. Nhúng bột rồi cũng chiên bơ lên vậy. Giống như chiên chuối vậy đó. Tên gì anh? Anh tên Tùng. Dạ, anh Tùng. Ở quận mấy anh Tùng? Ở quận 3. Dạ, anh Tùng ở quận 3. Em cảm ơn anh Tùng nha. T'arrives, c'est tout ça. Ouais, j'écrase de les bananes. C'est mieux pour faire les beignets. J'écrase les bananes. Comme ça, c'est plus facile à manger, quoi. Ouais, je m'appelle Fabrice. Je viens de France. Ma mère était vietnamienne. Mes grands-parents étaient vietnamiens, quoi. On était une famille très très riche de Saigon. Les communistes, ils nous ont tout volé, quoi. Voilà. J'étais une famille très très riche de Saigon. Et les communistes, ils ont tout volé à ma famille, quoi. Alors voilà. Moi, je suis un pauvre. Alors, je fais des beignets pour ne pas faire la mendicité, quoi. Parce que j'aime pas. Je veux pas tendre la main. Please, please, monnaie. J'ai deux bras, deux jambes. Je me débrouille, moi. Et voilà, comme ça, c'est mieux que demander l'argent, s'il vous plaît. Il y a assez de pauvres au Vietnam pour ne pas faire comme eux, quoi. Comment? Là một trong ngôi chợ hả? Quay không ạ? Công nghệ cũng bán luôn.
Mình chỉ coi trên mạng thôi. It's banana. Thơm, thơm. Thơm. Phải không? Có bị hỏng không? Phải không? Bà tỏa lộn ra là bà tỏa lộn. Mỗi người thì đến đây mua được một miếng thôi. Mua nhiều thì không có để mà bán. Rất là đông thực khách đến đây xếp hàng để mà mua. Combien t'en voulez toi? 3, 2, 3, 2, 3, 2, 5. Attends, je sais pas. OK. Bah va-t'en. T'arrête. Trois, ça fait 5, ça fait 7, ça fait 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais les donner les deux à la petite là, hein? Les baby comme ça les deux, hein? Comme... Oh, hết rồi. Bữa nay hết bảng, hết treo bảng là hết rồi. Chuyện này nãy đợi lâu lắm rồi, nửa tiếng đồng hồ đó. Hết rồi, sáng mai lại sớm. Sao cô biết ổng đến đây cô? Coi trên mạng á, con. À, coi mạng tới đây. Thấy thương, tội nghiệp. Đáng con tôi đó, bằng tuổi con tôi 73. Dạ. Sân con tôi thấy thương ha. Dạ, qua không phải tôi mới coi ngày qua cái cậu gì mà nói tiếng Tây. Gửi tặng cư chi. Ăn thử. Thấy cái cậu gì mà nói tiếng Anh với lại tiếng Việt đó. Dạ. Tiếng Pháp. Tiếng Pháp với tiếng Anh. Dạ. Mạng rồi, cảm ơn. Dạ. Cô ở đâu tới? Cô ở Quận Nhất à. À, chạy ngang. Dạ, chạy ngang. Phải, cô coi trên mạng tôi biết ở đây. À, rồi chạy. Dạ, đến chạy ngang đây mua nhưng mà hết rồi. Thì tới đây. Cảm ơn cô. Ủng hộ tội nghiệp. Mình qua nướng ta người khác thương mình con. Sống phải có cái đạo đức con người. Rồi tạm biệt con. It's banana. Banana, ouais. Prends un peu le goût. One, two. Quand on verra après, please. Sinon ça va the black après no goût black. Ça va être un peu molle, c'est meilleur. 3 miếng. Yes. Come on. 2. Hơn nhiều. Ouais, good. No problem. Ouais, good. No problem. Hết rồi. Come on. Good. Bye. Hết rồi, anh mua rồi. Anh mua rồi. Tu me dis 2, ça fait plus de 2. Tu m'aurais dit 2, je pourrais faire 2. Tu dis 1, après tout. Eh ouais. C'est comme ça que tu vas... De faire quelqu'un, tu fais one bouteille, non, tout, vous faire un nouveau. Ah oui, allez. Il y a des règles,
chứ không có hiểu. Mon prénom c'est Fabrice. Voilà. J'ai 49 ans. Voilà. Fabrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Okay. À, đây là cái miếng chuối chiên mà dân cũng mua được của ông Faber. Đã, miếng chiên nhìn rất là ngon. Bởi vì cái miếng này nó không có chiên bằng dầu mà là chiên okay. Chiên bằng bơ, chiên bằng bơ thì cái vị nó sẽ khác. Thì bởi vì dầu nó ngập vô ăn thì sẽ nó rất là no hơi. Nhưng mà riêng thì bơ thì cái vị này là dạng như là những người dân ở đây thì nó là chiên theo kiểu Pháp đó. Thì bây giờ thử một miếng chuối chiên này như thế nào nha. À, lớp ngoài á thì nó giòn, bây giờ chiên hơi khác khác nữa quý vị. Nó giòn à. À, bên trong thì nó mềm, chín ở trong cái chuối á, ở trong á thì nó chín rồi. À, rất là mềm và dẻo. Thơm cái mùi bơ. À, bình thường là ăn những cái chuối chiên là có dầu rồi. À, nhưng mà đây là thơm mùi bơ. Mình ăn lên cái vị á, nó vị chuối vị bơ nó quyện với nhau. À, rất là đặc biệt. À, ngoài thì nó giòn. Thì nếu mà chiên thêm chút xíu nữa nó sẽ giòn rụm hơn. Nhưng mà ông Tây thì do là khách đông á, thì ông cũng chiên là cho nó cháy một cái phần bên ngoài thôi. Thì vẫn còn nóng nè. Cần cầm đều vẫn còn nóng nè. Thử nó ngon. Rất là nhiều khách thích cái vị này, nó lạ. Nó lạ hơn chuối chiên ở chỗ khác. Vừa bị bơ nè, như chuối mà vừa bơ. Mềm. Ở ngoài nó giòn giòn chút xíu, ở trong nó dẻo. À, chuối ở đây này cho nè, quý vị thấy nè, ở trong này nó vàng nè. À, ở ngoài nó màu trắng, còn ở trong này nó vàng. Thì ống lựa là những cái trái chuối xứ. À, chuối xứ nhỏ, chiên. À, một miếng như là 10 ngàn. Thì ở so với là cái giá ở tại khu Kim Long quận 1 này giá rất là rẻ rồi. Bởi vì một muỗng chuối chiên ở ngoài bán cũng tầm 15-20 ngàn rồi. À, có chỗ 10 ngàn, có chỗ 20 ngàn, nhưng riêng quận 1 thì cái giá 10 ngàn này cũng là rất là rẻ rồi. Là giá rất là bình dân. Đó là vài hình ảnh mà Minh Nhân ghi hình tại khu ngã tư Nguyễn Cư Trinh và Trần Đình Xu về xe chuối chiên của một ông Tây người Pháp. Và tôi là Minh Nhân, cộng tác viên phố Bosa TV, tường thuật trực tiếp tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại.